Con cọc kia vẫn còn đang lên giống, vẫn chưa xong cửa. Sao lên giống lâu quá nhỉ? Đây, cho ăn bữa ăn đầu. Nhiều quá. Hai con cùng đực. Con này là đực non để gây này. Đây, con này là nó ấy này. Xích. Xích suốt này. Hai con còn đực này, cùng đực để lấy một con đực gây làm con đực. Đực thay lông khoảng 9-10 tháng gì đấy. Này hai anh em đàn ông đừng có mà bụp nhau ấy nhá. Bụp nhau là bụp luôn cả hai thằng đấy. Thấy không? Bom đi ra kia bom. Bom. Bom muốn làm đại ca à? Nào đi vào đây, không ra đây làm phiền chúng nó.